sáng đến giờ đã làm gì? Từ sáng đến giờ. Hôm nay chúng ta đi diễn ở đâu? À, hôm nay chúng ta đi diễn ở tại công ty Toho Nam Thăng Long. Toho Bắc Thăng Long. Chúng ta đang tập trung vào lúc 8 giờ 20 phút tại cổng trường của quốc gia. Sau đó xe đã đến đón 10 người đến công ty Toho của Bắc Thăng Long. Chúng ta đã đến đây vào lúc 9 giờ 20. Sau đó mọi người đã cùng nhau làm trò mèo trong phòng nghỉ. Trong đó bao gồm có cái gì nhỉ? Đâm nhau, chọc nhau, xuyên nhau, bóc không. Quýt. À, chưa chờ bóc quýt của em MD và có một và chúng ta đã cùng học tiếng Nhật một lúc với Hoàng Yến Sensei. Sau khi học tiếng Nhật xong, chúng ta đã di chuyển ra ngoài hội trường để diễn. Câu cá. Để à, nhưng trước khi diễn chúng ta đã phát hiện ra bể cá. Quay bể cá đi. Và nhà phao, quay nhà phao đi. Nên là mọi chuyện đã mất kiểm soát trong vòng nửa tiếng. Sau nửa tiếng đấy thì chúng tôi đã lại tập trung lại và sau đó đã lên sân khấu diễn. Đây là phía sau sân khấu. Sau khi diễn sân khấu xong, chúng tôi đã quay trở về phòng nghỉ để ăn bánh mì, pate và xúc xích. Sau khi ăn no say thì chúng tôi đã được tin của ban tổ chức là chúng tôi có thể ăn buffet. Thế nên là cả đội lại di chuyển ra phía hội trường để ăn buffet. Thế sao gọi em này? Ồ, hóa ra thứ đấy nhưng không được ăn. Nhược quá. Vậy thì tí nữa hãy ở lại để ăn tiệc ngọt tí nữa. Nhưng lúc này thì bởi vì mọi người đều đã rất là no cho nên là người đã không đủ sức khỏe để ăn nữa. Có đội chưa ăn mà. Có một đội mới đến chưa ăn và Thúy nữa. Bốn người mới đến và kệ cùng Thúy, chúng ta phải đợi ở lại ăn tiệc ngọt. Sau khi ăn xong thì tất cả mọi người đã không còn cử động được nữa và đã lê lết về phòng và chúng tôi đã một số lê lết lên xe đi về. Chúng tôi đã ngất xỉu từ lúc đấy đến giờ và em Gen đã đi như này ca tiếp theo. Sau khi diễn ca tiếp theo xong, dự định chúng tôi là sẽ ở lại để ăn tiếp và sau đó mới đi về. Xin hết. Ở lại ăn tiếp, được quay bánh này.